thì thôi thì mình bán luôn đi. Loại này còn hơi nhỏ nè ha, mình tính là xỉ 10 ngàn thôi, 10 ngàn luôn ha. Cái này là có máy nha, máy thì 8 ngàn, máy Dumbo thì 8 ngàn, mà nó chủ yếu là mấy màu này mà nó đẹp lắm các bạn ơi. Đây nè, nó hello mọi người nha, mọi người trở lại một buổi chiều vui vẻ trên kênh BCT luôn. Ổng gà là nhiều bạn nói là mà muốn mua cá của BCT mà không biết số điện thoại sao mà mua, đúng không? Thì ngày hôm nay BCT sẽ lên cá, chốt số lượng cho các bạn luôn. Nào là cá hấp muôn sỉ có nè, hấp muôn sỉ còn 8 ngàn một con thôi. Đó, một tí xíu là mình sẽ cho các bạn coi mẫu luôn, mà Dumbo hấp muôn, Dumbo hấp muôn loại này có luôn, 12 ngàn một con. Đó, ở đây là có hai bố con, hai cha con đang đi qua mua. Cái này là cá sim anh ơi. Dạ, sim này là sim của ông Sáu á. Con biết ông Sáu không? Con biết ông Sáu nuôi cá sim. Ủa, có coi lý chú BCT mà sao biết không biết ông Sáu ta, chú ngăn chứ lộn. À, chỗ chú xúc cá ta đó hả? Dạ đúng rồi đó. Chú ngăn, kêu bằng chú ngăn không à? Con coi clip chú ngăn hoài hả? Này ha. Thích cái này chú ngăn ơi. Cá sim này là cá này em không có chia được anh ơi. Tại gì hả? Cá này là cá quà của người ta tặng. Dạ. Bởi vì có những thứ mà mình không thể bán được, không phải giá nó không có cao nhưng mà mình không thể bán được. Ở đây nè các bạn, ở đây là cái bài coi các bạn coi mấy bài gian của mình gì này nè, nó ghê không nè. À, ở đây là gian này thì chưa có bán rồi, một tí xíu là mình cho các bạn, mình đi dẫn các bạn đi tham quan sơ lược luôn ha. Đây, hỏi phỏng vấn bé rồi. Chú đi lên. Sợ hả? Có muốn lên YouTube không? Nữa lên YouTube về coi nghe. Mắc cỡ. Đây nè các bạn. Ở đây thì có một mớ hấp muôn nè. Đó. Loại hấp muôn này hôm nay thì ở đây thì nó hơi bự hơn mấy chú mấy ở trong. Mình vẫn tính 8 ngàn một bé thôi. Ha, 8 ngàn một bé nè nọ. Đó. Chốt số lượng từ 20 bé nha. Chỉ có trống không có máy. Hấp muôn là mình bỏ máy chứ các bạn ơi. Size nó cũng nhỏ chứ không có bự nha các bạn. Không có bự như mấy cái con mà 15 ngàn của người ta xỉ. Này nọ. Vài bữa nó mới có gì vậy? Vài bữa nữa hả mua. Mà ở ngoài nó nhỏ xíu à, nó cũng giống như ở đây à. Đây là hàng xỉ. Dạ. Đó. Đây là mấy con hấp muôn xỉ 8 ngàn mình xỉ cho các bạn luôn. Hôm bữa là xỉ 9 ngàn nhưng mà bữa nay hơi nhỏ hơn chút xíu. Đây nè, đó. 8 ngàn. Số lượng khoảng tầm khoảng 80 con à, chứ không có nhiều. Chỉ khoảng tầm khoảng 80 con nha các bạn. Đây nè. Tầm khoảng 80 con thôi. Dạ. Tầm khoảng 80 con, loại này nó hơi nhỏ nha, mà mình cho nên mình chỉ để 8 ngàn đó. Nó hơi nhỏ. Cho nên mình chỉ để 8 ngàn thôi. Đấy. Đó. Ngoài ra cái dòng này còn có một dòng nữa. Đây nè, có những con trọng trọng nữa, nên nói chung là mình sẽ cố gắng mình sẽ bắt có những con nó thuộc là hàng sỉ khoảng 12 ngàn luôn á, nhưng mà mình chỉ tính gộp chung cho 8 ngàn thôi. 8 ngàn là sỉ rẻ nhất rồi đó, giờ là không có cái nào mà sỉ mà 8 ngàn hết trơn ha. Cho nên đợt này là sỉ kiểu này là 8 ngàn là rẻ đó mọi người. Sỉ là từ 20 con nha. Đó, ôi thu này không có cá luôn, ôi được rồi, ôi không có cá luôn. Rồi bây giờ mình đi ra cái khu phơm ngoài kia. Đi ra khu phơm này kia gồm có Dumbo hấp muôn nữa. Đây nè các bạn, đây là cái khu phơm cá sỉ có nè. Hồi nãy là hấp muôn đúng không, bây giờ là Dumbo hấp muôn. Dumbo hấp muôn thì giá nó sẽ cao hơn một tí xíu. Là đây Dumbo hấp muôn này thì mình tính sỉ cho các bạn. Trời, đây con này nó nhảy qua nè. Không, cái này bữa hổm phơm lộn hai con một ổ đó. Cái loại này nó cũng vừa cá tơ mà các bạn biết, là mình vừa lên phơm mà. Nhưng mà hôm qua bán cho cái chú sĩ kia ở Sóc Trăng đó, cho nhiều bạn lên hỏi anh ơi sao anh không bán cho em mà anh nói còn nhỏ mà anh bán cho chú đó. Thì thôi thì mình bán luôn đi, loại này còn hơi nhỏ nè ha, mình tính là sỉ 10 ngàn thôi, 10 ngàn luôn ha. Cái này là có máy nha, máy thì 8 ngàn, máy Dumbo thì 8 ngàn, mà nó chủ yếu là mấy màu này mà nó đẹp lắm các bạn ơi. Đây nè, nó màu xanh viền đã lắm nha. Đây nó, đây là Dumbo hấp muôn. Người ta bán là sỉ tới 20 ngàn con lận đó. Mấy các bạn coi nó sung gì nè. Đó. Đó, các bạn thấy đã không? Có khoảng 100 con. 100 con Dumbo hấp muôn này. Nha. Hình như là hơn 100 á. 200 mấy con á. Nhưng mà tính ước tính khoảng 100 thôi. Đó.
chứ bây giờ mình bán mày xích quá thì đó, cũng từ 20 con trở lên mới ship nha quý vị. Ở đây là hóc môn này thì mấy cái loại này thì mình đã nói hồi nãy là chỉ 8.000 thôi, có những con mình phơm lâu nó bự chà bá luôn nè. Hóc môn thì 8.000. tưa có tầm 30 con tưa này nè, tưa trống chứ tưa mái có luôn. Tưa thì mình chỉ tính ở cái dạng là cho dễ bán cho anh nuôi chị em thôi, tưa nó cũng nhỏ, mình tính tưa giá bằng Dumbo, tưa cũng 10.000 luôn. Có tầm khoảng là 30 con tưa trống, 30 con tưa trống nha mọi người. Đó đây, đó đây là mấy cái dòng mà Dumbo nó, các bạn coi lại này nha. Nói chung là mình sẽ lấy, cố gắng mình lấy đa dạng. Ủa, có những loại nó đã không vậy đó, mà có 10.000 con thôi, xỉ mà xỉ cho dễ bán. Đây nè, nó úi dồi ôi, đó BCT đây là máy, các bạn coi máy căng trứng nè, đó thấy không, mấy con Dumbo hấp mua này chắc cháy hàng quá. Đây ngon lành chưa, thấy nè, họ sung lắm nghe, thôi bọt dữ lắm. Cho nên các bạn gì cứ an tâm, không bao giờ để chất kích thích nha, có nghĩa là không bao giờ để mấy tê cha nha, lá bàn dưới nước thôi đó. Ngoài ra bên đây thì thôi mà gồng tiết chắc chưa bán được đâu, tại mình lên lẻ để mình lên đồng tiết. Đây này coi, tưa sơ sơ nè, tưa thì cũng chống với máy tưa là bằng giá luôn nè, chống tưa nè mọi người hả, nước rồi nè, nó phải bọt dữ lắm luôn. Hôm nay để giá như vậy là tại vì quá trời rồi, quá trời anh chị em cần tự chuẩn bị khai trường nè. Đó đây, anh em đang chuẩn bị khai trường á, đi bán học sinh á, cho nên là người ta làm công tác chuẩn bị, người ta mua gì người ta để sẵn, có phơm từng nửa tháng người ta bán từ từ đó. Cầm có tầm khoảng 30 con tưa, 100 con Dumbo hóc môn với khoảng 60 con hóc môn thường, rất là dễ nha mọi người. Đó cho nên là quý anh chị em mua thoải mái nha, mình đã nói giá trên đây luôn rồi đó. Ngoài ra thì trồng tiết, chắc trồng tiết xỉ tới 20 ngàn con là nó cũng chưa có bự cho mấy. Đây nè, ủa thối bọt dữ không, con hồng nó thối bọt quá xá luôn. Bữa nay hết trùng chỉ rồi, cho con trùng chỉ là cho nó ăn à. Rồi thôi thì cái clip của mình đến đây là kết thúc rồi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ BCT, chúc mọi người nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống, mà nhớ ủng hộ BCT để cho BCT được thành công với. Rồi, chào tạm biệt mọi người.